Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Các bạn có thể lên Google này, lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu này Phú này TV. Đây ạ. Đấy, các bạn đăng ký kênh, các bạn kích vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên thì mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm đầu tiên. Đây ạ. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn lựa chọn nhé. Đây ạ, rất nhiều điện thoại cũ cho các bạn lựa chọn ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc Samsung này, Samsung Tab E các bạn nhé. Đấy, con này là Samsung Tab E. Thì là mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình và ngoại thất con này. Thì là con này thì là ngoại hình con này còn 90 trên 90%. Con này thì là máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Mặt sau thì vẫn còn nguyên miếng coi như là miếng siêu của cái tên model máy đây. Đấy, mặt sau thì vẫn còn nguyên miếng siêu tên model máy. Thì là màn hình con này thì vẫn còn nguyên miếng dán nhé. Màn hình này, này bóc ra rất là mới nhé. Đây, thì gọi mình đặt vào đây để cho nó đỡ xước thôi. Đấy, mình sẽ đặt vào đây để đỡ xước thôi. Đấy, bóc màn hình ra thì cực kỳ là mới, nguyên mình dán này. Tab E thì con này thì là màn hình, con này thì là màn hình 9,6 inch nhá, gọi là gần 10 inch. Đấy, con Tab E này thì có hỗ trợ coi như là gì nhỉ, hỗ trợ sim này, sim 3G, nói chung là nghe gọi, nói chung là sim này các bạn có thể lắp sim nghe gọi là sim 3G vào mạng cũng được. Và đây là bên này thẻ SD, hỗ trợ là coi như là thẻ nhớ bộ nhớ ngoài. Đấy, loa thì một loa đây nhá. Đấy, ngoại hình rất đẹp. Con này thì máy màu trắng nhá, con Tab E màu trắng này. Thì con Tab E màu trắng này thì các bạn có thể là mua được cái là màn hình nó rộng ấy, các bạn có thể là mua về tặng cho các em nhỏ, ví dụ mà học online tại nhà hoặc là các bạn mua cho các em nhỏ xem phim, nghe nhạc, xem game. Thì con này thì là màn hình nó hỗ trợ cực kỳ lớn, ví dụ các bạn mà xem phim hoặc online tại nhà rất là tuyệt vời, cho mua cho các em nhỏ rất là tuyệt vời ạ. Hoặc là các bạn mua về đọc báo xem phim rất ok. Con Tab E này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Đấy, con Tab E này bên mình đang bán với giá là 2.200.000. Máy đẹp leng keng đấy. Con này thì là máy con rất là đẹp nhá. Đấy, từ bóc mình dán ra cũng rất là mới nhá. Đấy, rất là mới con Tab E này nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Tab E này các bạn nhìn hàng lần sớm nhất nhá. Con Tab E thì đấy, đặt hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Và các bạn có thể đặt hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình, số này mình dùng Zalo. Và nói chung là số này thì mình dùng ít dùng Zalo, các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình sử dụng Zalo nhé. Thì và đây là địa chỉ cửa hàng mình, các bạn gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu, trao đổi và mua bán. Và ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì bên mình có, các bạn phải cọc cho mình là trước, các bạn nếu mà tin tưởng bên mình rồi ấy thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy thì các bạn có thể là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Đấy. Con Tab E này bên mình đang bán với giá là 2.200.000, cực kỳ là rẻ. Có hỗ trợ coi như là 3G các kiểu. Nghe nhạc xem phim các bạn mua về loại này màn hình lớn cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Tab E đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được hai chiếc con này là chiếc hai chiếc siêu phẩm Note 5. Thì con này thì là bản màu hồng các bạn nhé. Con Note 5 thì là bản màu hồng này. Thì là một con này thì cũng là bản màu xám nhé các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ xem cái cấu hình của nó là bao nhiêu ghi. Màu xám thì nó hay có kiểu là 64 ghi lắm. Đấy, con này là 64 ghi này. Con Note 5 này là RAM 4 ghi này, bộ nhớ trong là 64 ghi. Con này thì mình sẽ xem, cũng xem sơ qua qua cho các bạn. Đấy, mình đoán cho các bạn là màu hồng và màu xám thì nó hay là 64 ghi lắm. Màu hồng cũng thế. Đấy, con này là cũng 64 ghi các bạn nhé. Đấy, con này cũng là 64 ghi. Con này thì là pin yếu nên đang tối màn hình này. Đấy, hai con này là 64 ghi này. Đấy, Note 5 con này là 64 ghi. Hai con này là phiên bản 64 ghi. Đấy, Note 5 này. Hôm nay thì mình về được hai cây. Hai cây này thì gì nhờ, đây thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình của Note 5 này. Con Note 5 thì là phiên bản của nó là RAM 4 ghi, hai con này là bộ nhớ trong là 64 ghi nhá. Hai con này đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Màn hình con này thì là màn hình là 5,5 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K thì cực kỳ là tuyệt vời. Đây ạ.
Đây, có 5 năm thì có hỗ trợ bút các bạn, mà ví dụ mà các em nhỏ mà bạn viết vẽ nào thì các kiểu rất là thích nhá. Này, 5 năm thì hỗ trợ cái bút các bạn viết vẽ rất là ok. Đấy, nó như một quyển sách ấy. Nhưng mà quyển sách này quyển sách di động. Đấy, nhà mình về một con màu hồng này và một con màu xám các bạn nhá. Đấy, máy zin đét nguyên bản luôn. Hai con này đều là bản Hàn một sim, máy zin đét nguyên bản nhá. Hai con Note 5 này thì bên mình đang bán giá là 2.200.000 các bạn nhá. 2.200.000 cho phiên bản là 64GB nhá. Note 5 64GB đi ạ. 2.200.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Vivo này là Vivo Y19 nhá. Đấy, buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa về được con này là Vivo Y19. Thì là mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình con Vivo Y19 này. Y19 này cho các bạn. Thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền nhá. Màn hình con này là màn hình là tràn viền này. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6.53 inch, màn hình là tràn viền 6.53 inch. Độ phân giải của nó là con này là Full HD cộng. Cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Còn Vivo Y19 này thì nó là hỗ trợ nó là 1 2 3 camera, một đèn flash và vân tay. Pin dung lượng pin con Vivo Y19 này, pin dung lượng của nó là pin 5000 các bạn nhé. Con này thì là pin của nó 5000. Đấy, hỗ trợ là pin 5000. Các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Và cái ngoại hình của nó thì con này còn khá là đẹp nhé. Này. Này. Con này thì còn 90 trên 90%. Thì hàng cũ rồi thì nó 99 thì hơi quá các bạn nhé. Đấy, Vivo Y19 đấy ạ. Đấy. Đây, nó năm thì cũng đẹp lắm. Thì ngoại hình bọn này cũng còn 90%. Này. Này. Nói chung là cũng được. Phải đôi chút thôi. Nói chung là máy cũ rồi thì cũng không thể tránh được các bạn nhé. Quan trọng là cái màn hình thôi. Nói chung là các bạn là cái màn hình là không ám hay không lưu ảnh gì, cho bạn dùng yên tâm. Còn Vivo Y19 này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, Vivo Y19 con này là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, chỉ với 3 triệu đồng các bạn đã sử dụng là cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 64. À sorry các bạn, là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y19 này các bạn làm đến sớm nhất nhá. Rất là đẹp đấy, máy màu trắng trắng xanh xanh thì rất là đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con này là con Oppo A53 nhá. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về cho các bạn con Oppo A53 đây ạ. Đấy, Oppo A53. Thì con này thì là máy đẹp keng xà beng luôn các bạn nhá. Đây. Này, các bạn chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi là các bạn bỏ vào là thành máy mới. Đấy, con Oppo A53. Con này là phiên bản là đẹp keng luôn các bạn nhé. Con Oppo A53 này máy đẹp keng. Đấy, Oppo A53 thì thiết kế cái camera thì mình rất là thích. Đấy. Lồi lên một chút nó là 3 camera, một đèn flash và vân tay đấy ạ. Cái viền cam bằng thép này, inox này nhìn rất là sang chảnh nhé, rất là đẹp. Mà mặt lưng thì rất là bóng nhé. Đấy. Viền bo tròn rất là đẹp ạ. Đây, camera con này thì là camera âm màn hình nhé. Như kiểu dòng A11, dòng đời mới của Samsung ấy. Nhìn rất là bắt mắt, giá rất là thích nhá. Đây, đây, camera rất là thích, nhìn rất là thích nhá. Đấy. Và con A53 này thì các bạn chỉ cần hình thức ngoại hình khá là đẹp luôn, chỉ thiếu mỗi hộp là thành máy mới. Thì mình sẽ đọc qua về cấu hình. Con này thì làm màn hình của nó là màn hình là tràn viền 6.5 inch HD cộng. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này là chạy chip Snap coi như là 460 x 8 nhân. Con này cũng là trang bị là viên pin là 5000 các bạn nhé. Viên pin con này là viên pin 5000. Còn Oppo A53 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá hữu nghị cho bạn là 3.600.000 nhé. 3.600.000. Máy chỉ thiếu mỗi hộp là thành được máy mới các bạn nhé. Đấy. 3.600.000 cho bạn nhé. Đây, con này thiết kế cực kỳ đẹp, mình cũng nhận thấy đẹp thật. Camera có cái gông thép này. Thiết kế cực kỳ là đẹp. Nó như kiểu XS Max nhưng mà nó cái nó màu vàng, nó không gông inox là nhìn nó đẹp hơn, xinh hơn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A53 này tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu thì các bạn nên tham mình sớm nhất nhá. A53 nhìn rất là xinh nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con này là con Oppo F1 Bluetooth nhá. Đấy, con này là Oppo F1 Bluetooth đấy ạ. Thì hôm nay bên em lại về là con này Oppo F1 Bluetooth. Thì là cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, Oppo F1 Bluetooth đấy. Màn hình con này là màn hình là 5.5 inch. Còn màn hình con này là màn hình là Sumo OLED nhé. Sumo OLED cho hình thành hiển thị hình nền rất là đẹp này.
hiển thị hình ảnh rất là đẹp. Đấy, màn hình zin nhé. Con này thì là ngoại hình con này cũng có còn độ 90%, máy màu hồng nhé. Con này thì là phiên bản màu hồng, ngoại hình còn 90%. Đấy, phải phải đôi chỗ thôi, máy cũ rồi thì cũng không thể tránh được. Đấy. Đấy. Được cái nó là gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con Oppo F1 gì nhỉ? Con Oppo F1 Plus này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 1.800.000 nhé. Đấy, chỉ với giá là 1.800.000 thôi. Các bạn ở sở hữu là cấu hình là RAM, con này là RAM gì nhỉ? À, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. F1 Plus thì ngày xưa con này cũng là 6.9 đấy. Cái lúc mà thời điểm mới ra nó cũng là 6.9 đấy. Đấy. Dùng rất là mượt, có hai nút đa nhiệm hai bên và có vân tay, dùng rất là thích. Nói chung là dòng Oppo nó thật là các bạn khá là bền luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1 Plus này các bạn hãy hàng được sớm nhất nhá, 1.800.000 cho phiên bản là 64GB. Rất là rẻ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, bên mình lại về là con này là con Nokia 105. Nokia 105 này thì con này thì là mình sẽ xem bản mấy sim, con này là bản 1 sim nhá. Con Nokia 105 này bản 1 sim. Con này là đời 2017. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 200.000. Đấy. 200.000 thì tiền ship các bạn phải tự chịu nhá. Bên mình sẽ tặng cho bạn là một pin mới và một sạc mới. Đấy, Nokia 105 này 200.000. Các bạn có thể là mua về làm máy phụ nghe gọi rất ok. Ví dụ mà vùng các bạn vùng cao mua sản phẩm củ gạch ấy, các bạn dùng con này rất ok ấy. Nokia 105 này. Đấy, chỉ với giá là 200.000 thôi các bạn nhé. Đấy, làm máy phụ nghe gọi, con này thì loa to, mic to rất là ok ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được hai con này là hai cây S9 Plus. Đấy. Hôm nay nhà mình về được hai cây này, hai cây Samsung S9 Plus. Mình sẽ xem qua cái cấu hình của Samsung S9 Plus này cho các bạn nhé. Đây thì mình sẽ xem qua cấu hình của S9 Plus cho các bạn. Nói chung là nhiều quá mình không thể nhớ được hết. Đây, thì mình nói cũng nói sơ qua về cái ngoại hình con này. À, hai con S9 Plus này thì bên đây thì là ngoại hình con này thì còn 90% nhá. Đấy. Máy rất là đẹp, đẹp leng keng xà beng luôn. Hai con S9 Plus màu đen này nhá. Đấy, S9 Plus thì cái ngày S9 Plus này thì một thời là siêu phẩm nhá. Siêu phẩm S9 Plus toàn là 20 triệu, hơn 20 triệu lúc thời điểm nó mới ra mắt này. Đấy. Bây giờ con này thì bên mình chỉ thanh lý bạn giá là hơn 5 triệu đồng thôi. S9 Plus này. Hai con này thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy, S9 Plus màu đen nhá, đẹp bóng nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình con này. Thì là hai con này thì là đều là màn hình đẹp này. Không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Hai con này đều là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. S9 Plus này. Đều là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Hai cây này của nhà mình đều là bản Hàn nhé. Hai cây này của nhà mình là bản Hàn, hai sim hai sóng. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về cái màn hình con này. Màn hình con này thì là màn hình là nó tràn viền 6.2 inch nhé. Đây, màn hình con này là màn hình là tràn viền 6.2 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy. RAM con này là RAM 6GB. Mình sẽ xem bộ nhớ trong con này là bao nhiêu GB các bạn nhé. Hai con này của nhà mình là bản 256GB nhé. Đấy. Hai con này bên mình là bên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 256GB nhé. Đấy, 256GB các bạn, thật các bạn. Lưu được khỏi phải chê luôn. Đây, S9 Plus. 256GB luôn, màn hình đẹp không ảm ố này. Đấy, toàn hai con này là bản 256GB nhé. Đấy. Đấy, hai con này là S9 Plus bản 256GB. Đấy, nói chung là các bạn dùng bộ này quá tuyệt vời luôn. Về giá con này thì mình sẽ bán cho các bạn giá là coi như là rẻ nhất Việt Nam luôn. Nên các bạn yên tâm về giá đây. Hỗ trợ cổng sạc tai C này. Đây và tai nghe và đây loa ngoài này. Rất là thích. Nói chung là siêu phẩm, nó thật đáng đồng tiền bát gạo luôn. Hai con S9 Plus này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 5.500.000 các bạn nhé. Sorry các bạn nhé. Hai con S9 Plus này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 5.500.000. Đấy, các bạn là sử dụng là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 256GB các bạn nhé. Đấy, bản Hàn 2 sim 2 sóng.
Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Bluetooth này các bạn nhanh tay là hàng sớm nhất. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là người yêu bà xã dùng rất là thích, con gái dùng những sản phẩm này thì tuyệt vời luôn, đẹp luôn. Con trai dùng rất là nam tính, và bản 256GB các bạn lưu thì cực kỳ là tuyệt vời luôn nhá. Bên mình đang bán với bạn giá là chỉ 5.500.000 thôi, bản 256GB. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được 3 cây Note 8 đấy các bạn nhé. Đấy, Note 8 thì hôm nay bên em lại về được 3 cây luôn. Đấy. 3 cây Note 8 thì nhà mình hôm nay về được 3 màu các bạn nhé. Một màu gold và một màu đen và một màu xanh. Đấy. Này. Note 8 thì là ngoại hình bên mình thì còn độ 90 trên 90% nhé. Samsung Note 8 này. Ngoại hình còn 90 trên 90%. Note 8 này thì bên mình thì là tất cả 3 con này đều màn hình đẹp nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Ba cây này đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Ba cây màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhá. Đấy, một cây màu đen và một cây màu gold này. Và một cây màu xanh này các bạn nhá. Đấy, màu xanh. Đấy, toàn màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Thì là ba cây Note 8 này của nhà mình thì là đều là bản, tất cả đều là bản Hàn hay SIM hay sóng nhá. Ba cây này của nhà mình là đều là bản Hàn, hai SIM hay sóng, máy zin nguyên bản nhá. Đấy, bản Hàn 2 SIM 2 sóng này. Note 8 này. Note 8 thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình cho các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K cộng. Ngày xưa nhưng mà toàn 2K cộng, RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Bản Hàn 2 SIM. Pin con này là pin hơn 3.000 các bạn nhé. Đấy, khá là đẹp luôn. Nói chung là tầm giá mà hơn 4 triệu các bạn sử dụng Samsung Note 8 này, nó thật với các bạn quá sang và quá đẹp luôn. Ba cây Note 8 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4.750.000 nhé. Đấy, tất cả là máy đẹp nhé. Ba cây này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là đồng giá là 4.750.000. Toàn là màn hình đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Bản Hàn mình đã lên sẵn hai SIM cho các bạn rồi. Về chỉ việc dùng một SIM vào mạng, một SIM nghe gọi rất ok ạ. Đấy, đấy, rất ok nhé. Toàn màn hình đẹp, không ám ố gì. Note 8 đấy ạ, rất ok. Đấy, và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp bên mình để ra hàng nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp mình. Gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu. Và bên mình thì có nhận coi như là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn muốn bán thì các bạn có thể là gửi về cho cửa hàng, địa chỉ cửa hàng mình đây. Thì mình sẽ trả giá và định giá và mua máy cho các bạn. Còn các bạn nào mà muốn đổi máy, các bạn có thể là gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình đấy. Thì trong vòng ngày hôm qua thì mình đổi được tất cả 3 cây. Ngày hôm nay thì mình được 1 cây, nhưng mà mình bán luôn cho khách ở cửa hàng rồi. Đấy, bạn nào muốn giao lưu trao đổi máy, các bạn muốn lên đời, các bạn gửi trực tiếp cho máy địa chỉ cửa hàng mình nhá. Thì mình sẽ định giá và giao lưu trao đổi với bạn. Các bạn mà dùng, ví dụ mà dùng Note 5 là chẳng hạn, các bạn muốn đổi lên Note 8 thì các bạn có thể là gửi lên cho mình. Mình sẽ đổi trực tiếp cho bạn nhá. Rất là ok, mình sẽ đổi luôn cho bạn luôn. Ok, thoải mái ạ. Đổi cát thoải mái nhé. Đấy, và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên các bạn yên tâm. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về chiếc là Samsung A7-2018 này. A7-2018 thì là cây này là bản Hàn 1 SIM nhé. Cây bản này là bản Hàn 1 SIM. Máy zin đét nguyên bản luôn. Con này thì máy zin đét nguyên bản luôn. Đấy, máy màu xanh dương thì rất là đẹp. 3 camera. Phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này là bản Hàn 1 SIM, màn hình thì là 6 inch. Con này là Full HD cộng nhá, màn hình AMOLED rất là đẹp đấy ạ. Đấy, A7-2018 đấy ạ. Android 10 cho các bạn nhá. Bọn này đã lên Android 10 rồi. Những Android 10 thì các bạn sở hữu những cái tính năng mà mới nhất của Android 10. Đấy, 64GB. Đấy, nói chung là đây, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Con A7-2018 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.700.000 nhá. 700.000 nhà mình thì còn duy nhất một con màu xanh ấy. 2.700.000 đấy. A7-2018 đấy, rất là rẻ cho các bạn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc này là chiếc gì nhỉ? Con này là Samsung gì nhỉ? A10. À sorry các bạn. Con này là Samsung M10 nhé. Đấy. Samsung M10 đấy ạ. Đấy, con này là Samsung M10. Samsung M10 thì là pin con này là pin hơn 3.000. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6,2 inch nhé. Đấy, màn hình là tràn viền 6,3 inch. Pin thì pin hơn 3.000. Thì tình trạng con này thì là khách kiểu người ta dùng nhiều mồ hôi nhiều quá, người ta chỉ chảy một tí mồ hôi vào đây. Đấy, các bạn nhìn nghiêng đấy, chảy một tí mồ hôi vào đây thôi các bạn nhé. Đấy,
tí mồ hôi đây. Thì các bạn nhìn nghiêng để ý kỹ thì mới thấy nhé, bình thường thì không thấy nhé. Thì con M10 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1,4 triệu nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1,4 triệu. Con M10 thì ạ. Pin con này thì pin hơn 3000, màn hình thì là hơn 6 inch nhá. Đấy, tình trạng chỉ các bạn nhìn kỹ rồi thấy đấy nhá. Đấy. Mình sẽ bán cho bạn với giá là 1,4 triệu nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung M10 này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nghe hàng mình được sớm nhất. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được tất cả là 4 cây iPad này. iPad mini 2. Đây, hôm nay nhà mình về 5 cây nhá. Đấy, tiếp tục nhà mình về được 5 cây iPad mini 2 này. Đấy. 5 cây iPad mini 2 này. Nhà mình về được tất cả là 3 cây trắng, iPad mini 2 là 3 cây trắng này và 2 cây đen. Đấy, iPad mini 2 thì mình sẽ nói sơ qua qua về cho các bạn. Đấy, con này thì nó đã cài thì cũng sẵn rồi. iPad mini 2 thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn. Đấy, iPad mini 2 thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là 7,9 inch, gọi là 8 inch. Dùng rất là ok. Đấy, iPad mini 2. Đấy. iPad mini 2. Nói chung là con này thì là bản là gì nhỉ? Wi-Fi nhá. iPad mini 2 thì con này bên mình là bản Wi-Fi. Con này thì là trên thị trường đã bán với giá là 3 triệu đồng, hơn 3 triệu đồng. Nhưng mà bên mình chỉ bán với bạn giá là hơn 2 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Nói chung là đấy là tại sao các bạn đi mua hàng online, tại vì đấy. Tại vì các bạn đi mua hàng online ấy thì các bạn là người tiêu dùng cực kỳ là thông minh, các bạn lên mạng các bạn search hết trang của mình, xong các bạn sang trang của người khác, xong lại bạn lại sang trang của người khác, xong lại các bạn lại sang trang của người khác, các bạn thấy giá bên mình hợp lý các bạn mua bên mình, hoặc các bên mình không thể hợp lý các bạn thấy là sang bên khác còn mua. Đấy, rất là thích, rất là ok, nên là các lựa bạn, nên là các bạn mua hàng online các bạn rất thích ở cái điểm đấy các bạn nhé. Năm 2020 thì mình khuyên các bạn là nên đi mua hàng online, thì vì mua hàng online rất là rẻ, rất là nhiều. Đến bản thân mình đây, mình cũng mua hàng online cực kỳ là nhiều. Đấy, chứ không phải các bạn đâu. Mình mua nhiều điện thoại và nhiều thứ khác cơ, chứ không phải mỗi mình điện thoại đâu. Mình cũng tải Shopee mà. Ở máy mình cũng tải Shopee, mình lên thỉnh thoảng mình thích cái gì mình lên Shopee mình mua, hoặc muốn ăn cái gì mình lên Shopee mình mua, rất là thích. Ok ạ. Đấy. Tại vì mua hàng online là rẻ rất là nhiều. Đấy, trên thị trường đã bán toàn hơn 3 triệu mà bên mình chỉ bán với giá là hơn 2 triệu. Các bạn mua iPad mini 2 không được đâu với giá đấy. Thì mình con này thì mình sẽ, bên mình thì tất cả hàng đổi thì mình sẽ không công giá, thì vì mình công giá thì là vừa mất lòng khách. Thì đây, còn hàng này thì mình sẽ nhập về thì mình sẽ bán thẳng trực tiếp cho bạn là 2,600,000 nhé. iPad mini 2 bên mình là bản Wi-Fi 2,600,000. Thì mình sẽ trải nghiệm về con này cho các bạn này, camera này. Pin thì là pin hơn 6000 nhé, camera cực kỳ là sắc nét luôn. Cam iPhone thì các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là thật, quá là sắc nét luôn. Đấy, các bạn độ nhanh nó có quá là ok luôn. Mini 2 các bạn đây. Mình sẽ vào xem phim cho các bạn luôn này. Đây. Đấy, tải rất là nhanh, nói chung là nhanh lắm. Đây, các bạn đây. Loa kép nhé, iPad mini 2 loa kép này. Nó được hỗ trợ là cổng sạc của nó là iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10 luôn nhé. 11, 12 luôn nhé. Đấy. Hỗ trợ là hai loa ngoài, bạn nghe nhạc cực kỳ là ok. Màn hình của nó, màn hình ở Retina, các bạn xem phim cực kỳ là ok. Nói chung nhanh. Nói chung iPad mini 2 sướng lắm. Này, mình sẽ gõ, mình sẽ xem là phim cho bạn luôn. Nói chung nó nhanh, nó không có độ đơ hay độ chậm gì. Phim này, các bạn search phim thì thật các bạn. Quá là nhanh luôn. Này, nó thật quá là nhanh, loạt ok luôn. Đấy. Đấy. Mini 2 vẫn hơn mini 1 rất nhiều. Và sản phẩm iPad mini 2 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2,600,000. Các bạn mua về cho các em nhỏ mà học online này, hoặc các bạn mà đọc báo, xem phim, nghe nhạc, hoặc các bạn mà tuổi mua cho ông bà bố mẹ mà tuổi cao ở nhà mà không ví dụ mà không gì nhỉ, không có việc gì làm ấy, thì ở nhà mà xem phim nghe nhạc ấy, các bạn mua với iPad này về tặng các em nhỏ hoặc là các bạn bố mẹ người thân rất là ok. Và Wi-Fi thì là bên mình Wi-Fi thì bây giờ đi đâu cũng Wi-Fi hết rồi. Xã hội 4.0 bây giờ đi đâu Wi-Fi, nhà nhà Wi-Fi. Đến như ở quê mình toàn là quê thôi, nhưng mà toàn là Wi-Fi tất. Đấy. Bên mình đang bán là 2,600,000. Bạn nào thích màu xám này các bạn đặt hàng cho mình này. Bạn nào thích màu trắng này bạn đặt hàng cho mình. Nhà mình có hai màu nhá, màu trắng, màu xám nhá. Hôm nay nhà mình về là 5 cây rất là nhiều cho bạn lựa chọn nhá. Đây, tắt e này, ok. Và bây giờ cũng muộn rồi. Và hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm để tặng cũ giá rẻ. Thì các bạn nào ưng sản phẩm mình, bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá.
Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một đủ tùng ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.